Mến chào quý cô chú anh chị em, mình trở lại kênh YouTube Linh Bonsai. Hôm nay em Linh xin tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình 6 cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Đây, thì 6 cây này thì em thấy phát triển rất là tốt. Em Linh bán đồng giá cho cô chú anh chị em mình là 550.000, em Linh bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình nha. Đây, thì cây thì nó phát triển này cô chú anh chị một gang tay em. Thì em nuôi giờ tới thứ hai rồi, em sẽ giao cho cô chú anh chị em nha. Thì em nuôi thì bằng những cái cây này nè cô chú anh chị. Đây là có số cái cây này những cô chú anh chị mình đã chốt trước nè. Thì em thấy nay em nuôi là cây nó phát triển rất tốt, những cây này nó cũng phát triển cũng đồng đều như vậy luôn á cô chú anh chị. Đó, khi mà tới thứ hai thì em tựa dây vô em gửi cho cô chú anh chị mình là rất là ngon luôn cô chú anh chị. Cây nó lên chột rất là mập luôn á cô chú anh chị. Nè. Lên này rất là mập là ngon luôn. Rồi, không làm mất thời gian tới quý cô chú anh chị em mình nữa. Thì em bây giờ em sẽ vô chi tiết từng mã số em cho cô chú anh chị mình xem và lựa chọn nha. Thì mọi chi tiết là xin quý cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0966993277 ha. Đây, thì cái lô này thì là lô em đánh mã số là 1F cho tới 6F nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình chốt cái mã nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Thì mình báo cái mã số đó là em sẽ ghi lại cái số điện thoại cho cô chú anh chị. Ghi lại cái số điện thoại tên cái thùng xe vậy nè. Đó, em Linh ghi số điện thoại ghi tên chú luôn nè. À, như chú Đức kia chốt hàng của em nè, em ghi lại số điện thoại luôn rồi cho chú gửi tới ngày thứ hai thì em mới gửi ha. Rồi, mã số 1F em Linh giao lưu tới quý cô chú anh chị mình là 550.000, em Linh sẽ bao phí vận chuyển với cô chú anh chị em mình nha. Thì cây này em Linh ghép có một bo ha. Gốc này thì tất cả là đều là gốc bứng nha cô chú anh chị ha. Hàng này là hàng gốc bứng nha cô chú anh chị. À, cây nên cây nó rất là mạnh. Em Linh nuôi phía kia kìa, em Linh nuôi là lên chột cao luôn, em Linh mới ghép đó, thì cái cây nó phát triển rất là mạnh cô chú anh chị. Rồi, 1F em Linh giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 550.000, mình sẽ bao phí vận chuyển với cô chú anh chị em mình nha. Chuẩn giống siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị ha. Rồi, 1F 550.000. 2 mã số 2. Mã số 2F em Linh giao lưu tới quý cô chú anh chị mình là chúng là 550.000 luôn. Cây phát triển rất là ngon luôn rồi cô chú anh chị. Thì cây nói chung em bao cho cô chú anh chị mình là cây phát triển tốt ha. Thì nói chung em Linh ngày thứ hai em Linh gửi cây á, thì ngày chủ nhật em Linh sẽ quay lại sơ sơ cho cô chú anh chị mình xem và theo dõi cái những cái cây mà cô chú anh chị mình chốt bên nhà vườn em. Thì trước khi gửi á, mà em xem những cái cây nào mà suy yếu á, thì em sẽ báo liền cho cô chú anh chị mình là cái cây nó bị yếu. Em sẽ có cái biện pháp, một là đổi cây cho cô chú anh chị mình đó, hai là những cô chú anh chị nào mà đã cọc hay chuyển khoản thì em sẽ chuyển khoản đủ lại trả lại hay cô chú anh chị nha. Thì nói chung là bao cho cô chú anh chị tới ngày cô chú anh chị mình nhận cây là cây mạnh khỏe ha. Rồi, mã số 2F cũng 550.000 luôn. Em Linh mua bán với cô chú anh chị là em Linh làm tất cả hết mình cho cô chú anh chị mình ha. Rồi còn về phần chăm sóc thì cô chú anh chị mình khi nhận cây thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp bên số điện thoại bên dưới. Đây, thì em Linh sẽ chia sẻ cách chăm sóc cho cô chú anh chị em mình nha ha. Rồi, mã số 2F cũng 550 luôn. Mã số 3F. Trời, 3F ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Đòn gan vô gì nè. Khi mà cô chú anh chị tới thứ hai nhận là bảo đảm cây nó ngon hơn nha cô chú anh chị. Bây giờ em Linh thả. Khi nào mà tới ngày cô chú anh chị nhận là bảo đảm cây nó phát triển rất là ngon luôn. Khi đó em vô dây cái là em gửi nha. 3F 550.000 luôn. Ngon cái ghê không? Vậy cũng... Rồi, 4F lên từng tự nha cô chú anh chị ha. Rồi, cái cây này nó sung nè, lá nó mạnh như ghê không. 4F 550.000, có quấn rễ luôn. Cái cây này đã có quấn rễ thì tất cả cái hàng này đều là hàng quấn rễ, người ta trồng xuống nè cô chú anh chị ha. Hàng mai con quấn rễ trồng xuống thì em bứng lên, em vô thùng lại thuần lên chột, em ghép vô chột ha. Cây này rễ ra rất là ngon, bích thùng luôn ha. Rồi, 4F 550.000. Rồi, 5F 550.000 luôn. Ở cây này một gang tay luôn nè cô chú anh chị, 20 xăng ha. Đó, gang tay luôn. Đó. Rồi tới nhận là bảo đảm lên đêm được khúc gì nữa nè, là ra phải gang mấy tay luôn. Bán giờ thì nó quá coi, nói chung là quá cây nó phát triển, khi mà cô chú anh chị mình nhận là rất là ngon luôn cô chú anh chị ha. 5F 550.000. Rồi, em lên tiếp cái mã cuối cùng là một cái mã 6F. Cái mã này thì em Linh ghép được là hai mắt bo, như một mắt bo kia thì nó hơi yếu ha. Thì mình cứ tính một bo như nãy giờ em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình nha ha. Thì nãy giờ em giao lưu
như thế nào cũng là đồng giá 550.000 hết ha, 6F 550.000 luôn là cái mã cuối cùng đó. Thì cô chú anh chị mình thích cái mã số nào thì gọi trực tiếp bên chỗ nhà vườn em để cô chú anh chị mình chốt hàng nha. Rồi thì số lượng bên nhà vườn em thì hiện tại cũng không còn là bao nhiêu hết nên cô chú anh chị ha, những em Linh cũng đã đi hàng cũng khá rồi, thì nói chung số lượng thì bây giờ còn cũng không còn là bao ha. Thì cô chú anh chị mình muốn sưu tầm giống này á thì cứ liên hệ trực tiếp bên chỗ nhà vườn em để cô chú anh chị mình đặt hàng ha. Rồi thì sáng thứ hai cây đi, thì trong miền Tây thì tầm khoảng thứ tư là cô chú anh chị mình nhận hết đó, còn miền Đông miền miền Trung á thì tầm khoảng 3 tới 4 ngày thì cô chú anh chị mới nhận hàng được ha. Rồi em cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi và ủng hộ bên nhà vườn em ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình những clip tiếp theo nha.